khi nó lửa ra lửa, ra khói. Phải chăng đó là trò bùa phép của một mụ phù thủy đang nổi giận, hay một con rồng hung dữ vừa tỉnh giấc dưới chân chúng ta? Những bí mật ấy giờ sẽ chẳng còn làm khó được các bạn nữa. Tất cả sẽ được giải đáp thật chi tiết và cụ thể cùng tranh minh họa tuyệt đẹp. Nào, hãy cùng tôi khám phá cuốn sách Nóng như là núi lửa của tác giả François Laurent Céline Manuelier, mây dịch, nằm trong bộ sách Khoa học chẳng khó. Khi núi lửa gầm gào, khi núi lửa phun nhả ra lửa, ra khói, phải chăng đó là một mụ phù thủy đang nổi giận trong bóng đêm, hay một con rồng hung dữ vừa tỉnh giấc dưới chân chúng ta? Đó chính là trái đất bỗng cảm thấy chật chội trong lớp vỏ đá của mình, gồm 12 mạng kiến tạo xếp khít vào nhau, chồng lên nhau như những miếng ghép trong trò chơi ghép hình. Nhưng một số miếng lại chuyển động, tách ra xa hoặc sáp lại gần nhau, nhờ những chuyển động hết sức khẽ khàng, khẽ tới nỗi em không cảm nhận được đâu. Dưới vỏ trái đất, một lớp chất nhờn dày đặc làm dịch chuyển các miếng ghép hình, ta gọi là lớp phủ. Lớp phủ trôi từ từ, cuốn theo các miếng ghép như trên một băng chuyền chậm rãi, hết sức chậm rãi. Lớp phủ sợ gì lỏng là vì nó rất nóng. Càng xuống gần tới tâm trái đất, nhiệt độ càng tăng cao. Và đến lõi trong của trái đất, nhiệt độ lên đến gần 6.000 độ C. Lõi trong của trái đất khi ấy không khác gì một quả bóng nóng rẫy. Khi hai miếng ghép xích lại gần nhau, vẫn hết sức chậm rãi. Ọc ạch, ọc ạch, ọc ạch. Khi ấy, một miếng sẽ chìm xuống dưới miếng còn lại. Miếng này dần chìm sâu vào lớp phủ, tan chảy rồi trở thành magma, tàn khí và đá trôi sùng sục. Theo thời gian, hỗn hợp này tích tụ lại trong một lò magma, rồi sau đó dâng lên qua một ống dẫn cho tới ngày BOOM! Nó phun ra khỏi miệng núi lửa và cháy thành dung nham trên sườn núi. Ta gọi đó là sự phun trào. Thế còn khi hai miếng ghép tách ra xa nhau, những kẻ nứt hình thành. Lớp phủ sẽ từ từ dâng lên qua những kẻ nứt ấy. Lớp phủ chạy qua đến đâu, vỏ trái đất sẽ tan chảy đến đấy, trở thành magma. Lớp phủ dâng đến bề mặt và thế là lại xảy ra hiện tượng phun trào. Nhưng như vậy chưa phải hết đâu. Có một số núi lửa hình thành ở cách rất xa vùng tiếp xúc giữa những miếng ghép. Bởi trong lớp phủ, ở một số vị trí, nhiệt độ cao tới nỗi nhiều điểm nóng hình thành từ những cái nồi sôi sùng sục đó, magma cũng được sinh ra. Và em biết phần tiếp theo rồi đấy, magma dâng lên và kết cuộc là phun trào ra tới ngoài không khí. Các dòng dung nham nguội đi và đông đặc lại thành đá núi lửa. Đá andesit, đá dacit, đá rhyolite hay đá bazan. Mỗi lần phun trào lại có thêm một lớp đá. Phải sau rất nhiều lần phun trào và qua hàng triệu năm mới có được một núi lửa to lớn. Em thích núi lửa chứ? Em nghĩ sao nếu lớn lên trở thành nhà nghiên cứu núi lửa? Các nhà nghiên cứu núi lửa tìm cách dự đoán lúc nào thì núi lửa thức giấc. Họ lấy các mẫu khí, mẫu đá và mẫu dung nham. Họ theo dõi các chuyển động của mặt đất và đo nhiệt độ của magma sôi dưới miệng núi lửa. Và những chuyến khám phá của họ cần có những trang phục vô cùng đặc biệt, áo liền quần chống cháy, mặt nạ, ủng và găng tay bảo hộ. Nhưng những lò phun lửa ấy không phải đều giống nhau cả đâu. Núi lửa Hawaii, Mỹ có miệng rộng, được gọi là núi lửa phun trào. Dung nham trào ra từ đó lỏng như nước, chảy thành sông, thành thác, thành gành. Hình dáng tròn trịa khiến núi lửa phun trào có vẻ vô hại, khá là dễ thương. Đảo núi lửa Volcano Ý và núi lửa Pelée Pháp là các núi lửa dạng bom. Khi phun trào thường kèm theo tiếng nổ như sấm sét. Trong miệng các núi lửa này thường có một nút dung nham đông cứng lại, chính là magma bị kẹt lại. Vậy làm cách nào để thoát được ra bằng một vụ nổ khủng khiếp chứ sao? Những quả bom núi lửa, khí độc và những đám mây bụi dày đặc bị hất tung lên trời, rồi sau đó rơi tá lả khắp mặt đất. Lúc thì phun trào giống núi lửa Hawaii, lúc lại nổ như bom giống núi lửa Volcano.
các núi lửa trên đảo Stromboli Ý, chẳng khác nào những gã khổng lồ có khi cao tới 2.500m. Năm 79, trong suốt nhiều giờ đồng hồ, từ núi lửa Vesuvio bắn ra những đám mây tro bụi và những tảng đá nóng rẫy. Cả thành phố Pompeii cùng cư dân hoàn toàn bị chôn vùi, như thể bị lấp dưới một lớp xi măng. Những núi lửa già nua ở vùng Auvergne, nước Pháp đã tắt từ lâu lắm rồi, nhưng những hoạt động thời xa xưa của chúng đã để lại cho mảnh đất này vùng núi non có dáng hình uyển chuyển, ta vẫn gọi đó là những đồi núi lửa. Dù phá hủy, giết chóc, thiêu đốt và tàn sát, nhưng những gã khổng lồ khạc ra lửa ấy vẫn có thể trở nên hữu ích. Bằng cách nào ư? Những lần phun trào của chúng khiến nhiệt độ dưới lòng đất tăng lên. Nhiệt độ ấy duy trì rất lâu, vô cùng lâu. Nó làm nóng các nguồn nước và những dòng sông dưới lòng đất. Những dòng nước nóng đó đôi khi phun lên mặt đất chính là suối nước nóng. Ở nhiều quốc gia, con người nảy ra sáng kiến sử dụng nguồn năng lượng hoàn toàn miễn phí và không hề ô nhiễm này. Có 10.000 núi lửa phân bổ trên mặt đất hoặc dưới các đại dương. Nhưng kể từ khi con người xuất hiện, người ta mới ghi nhận được các lần phun trào của khoảng vài trăm núi lửa. Có lẽ giấc ngủ của chúng còn kéo dài tới hàng tỷ năm nữa. Cuốn sách đến đây là hết rồi. Thật thú vị phải không? Chào tạm biệt các bạn.